hậu chia tay Mát Lưu, Hương Giang tiếp tục đón nhận tin buồn. Chia sẻ của Hương Giang khiến nhiều người chú ý. Mới đây, Hương Giang đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ lên trang cá nhân về sự cố vừa mới xảy ra với mình. Cụ thể, sau khi ra mắt MV Em Buông được vài hôm, Hương Giang cho biết kênh YouTube của mình đã bị hack và tới hiện tại vẫn chưa khôi phục được. Mấy ngày qua bản thân mình cũng đã cố tỏ ra rất bình tĩnh vì không muốn fan và mọi người lo lắng, nhưng thực sự trong lòng mình rất buồn và sốt ruột. Kênh YouTube không chỉ là tài sản của một mình, nó là công sức của biết bao nhiêu con người, thời gian, chất xám, tiền bạc, rất nhiều thứ. Một sản phẩm âm nhạc ra mắt là thành quả của cả một ekip hàng trăm người, chưa kể đến một chương trình ra mắt thì nó còn là công sức của cả ngàn người chung tay. Tạo ra một sản phẩm chất lượng cho khán giả và thành quả nó nằm hết ở đó. Thực sự kênh của mình gây dựng lên chưa bao giờ dễ dàng, ngoài những sản phẩm cá nhân, cả công ty HGNT đã lao động miệt mài để tạo ra những chương trình hay và hấp dẫn. Có thể có người thích người không, nhưng mình và ekip lúc nào cũng cố gắng làm những sản phẩm chỉn chu nhất, chưa bao giờ bị bất kỳ sai phạm gì về mặt nội dung. Những video được đưa ra cả dài cả ngắn là những ngày tháng hy sinh lao động của rất nhiều con người, khối óc, những ngày quay từ sáng tới khuya, những đêm thức trắng để dựng cho kịp ngày phát sóng, những buổi họp, những chuyến bay. Thôi thì việc mình vẫn làm, bên mình vẫn đang nỗ lực phối hợp cùng YouTube điều tra giải quyết, một chút chia sẻ cho mọi người hiểu, nói chung yếu lòng một chút thôi. Lại mạnh mẽ tiếp mọi người, cùng chúc cho kênh YouTube Hương Giang Entertainment sớm được trả lại nhé. Cảm ơn mọi người nhiều, nữ ca sĩ viết. Dưới bài viết của Hương Giang, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã để lại lời nhắn an ủi nữ ca sĩ sẽ sớm lấy lại được kênh YouTube của mình.